Vâng, xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã có mặt ở trên kênh sóng của PBA Việt Nam ở nền tảng YouTube và Facebook. Chúng ta đang có mặt ở trong trận thi đấu tứ kết thứ hai của ngày hôm nay giữa hai nữ cầu thủ vô cùng xinh đẹp và tài năng, đó là Kim Sang-a và Choi Hae-mi. Và rồi là màn thi đề ba, và người giành quyền đề ba cầm bi trắng ở trong trận thi đấu này sẽ là Choi Hae-mi. Rõ ràng là hai nữ cầu thủ ở trong trận thi đấu này thì có lẽ là đã rất quen mặt với các khán giả theo dõi PBA từ mùa giải năm ngoái. Mùa giải năm ngoái thì Kim Sang-a đã từng một lần vào đến trận chung kết và để thua trước Kim Ga-young ở tour thi đấu thứ 5. Còn Choi Hae-mi thì ở ngay tour sau đó đã có được chức vô địch. Và đó cũng là chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của Choi Hae-mi tại LPPA. Và bây giờ thì cả hai đang có cơ hội để một lần nữa lọt vào trận bán kết nếu vượt qua trận thi đấu này. Cú đề ba nằm bằng chính xác của Choi Hae-mi. Ngày hôm qua thì Choi Hae-mi cũng đã vượt qua chờ đợi ở trong tour thi đấu này, đó là Yong Hyun Ji. Sau khi cô đã có một trận đấu ngược dòng trước nữ cầu thủ của Haiwan Winners sau khi bị dẫn trước ở set thi đấu đầu tiên và cũng bị dẫn khá sâu ở set thi đấu thứ hai, có thể bật ngược trở lại và giành chiến thắng 3-1. Bây giờ thì Choi Hae-mi sẽ đương đầu với thử thách tiếp theo, đó là Kim Sang-a. Lượt đề ba có 2 điểm đến từ Choi Hae-mi, tương đối ngon ăn nhưng đã bị bỏ lỡ đến từ nữ cầu thủ của Phoenix. Dù đã thể hiện phong độ tương đối tốt ở mùa giải năm trước, nhưng sang đến mùa giải năm nay thì Kim Sang-a vẫn chưa có cơ hội được thi đấu ở PBA Team League khi không có đội nào pick cái tên Kim Sang-a cả. Và ngay lúc này ở trên luồng phát sóng số 1 thì trận đấu mà rất đông đảo anh em chúng ta đang quan tâm, đó là trận thi đấu ở vòng round 30 của Việt Nam, đó là Nguyễn Đình Phương Linh đã có chiến thắng tương đối hủy diệt, phải nói là gần như khiến cho Burak Hasad là tắt điện. Chiến thắng rất ấn tượng của Phương Linh, và đây đã là chiến thắng 3-0 thứ 3 liên tiếp kể từ đầu tour đấu này, và Linh đang cho chúng ta một cái niềm hy vọng rất lớn ở trong tour đấu lần này. Ở lượt thi đấu trước của vòng tứ kết LPBA thì hai cái tên đầu tiên có mặt ở trong vòng bán kết đã được xác định, đó là Jung Soo Bin và Kim Dae-hee. Jung Soo Bin thì sẽ chờ đợi người chiến thắng trong trận thi đấu mà chúng ta đang theo dõi giữa Choi Hae-mi và Kim Sang-a ở vòng bán kết. Còn Kim Dae-hee thì sẽ là ở bên nhánh của cặp đấu giữa Baek Bin-ju và Kim Min-young. Thank you.
Tình huống bi vàng nằm ở vị trí tương đối khó và cú đánh của Choi không mang về điểm. Còn Kibumi thì bị loại thôi. Kibumi bị loại từ vòng đấu trước. Này đá thành công từ Kim Sang-a và mang về cho cô điểm số thứ hai ở lượt cơ này. Chạm trái rất cảm giác đến từ Kim Sang à. Vâng đúng rồi, anh em nào mà theo dõi trận thi đấu của Phương Linh ban nãy thì hẳn là đã có một trải nghiệm rất sung sướng với phong độ phải nói là quá tuyệt vời đến từ Phương Linh, và lúc này có thêm một cái mép cho Kim Sang-a trong tình huống xử lý vừa rồi. Sang-a đang dần tăng tốc trong set thi đấu đầu tiên. Kim Sang-a thì giành Á quân ở tour thi đấu thứ 5 của mùa giải trước anh nhé. Còn Á quân của tour 1 là Im Kyung-jin, cũng đang thi đấu rất ấn tượng nhưng mà ở giải này là bị loại rồi. Hôm qua đã bị loại bởi Kim Da-hee. Hôm nay thì Kim Da-hee cũng loại luôn thêm một ứng viên vô địch nữa, đó là Kang Ji-eun, và đang trở thành một cái tên rất khó đoán trong tour thi đấu này. Như vậy là lượt cờ của Kim Sang-a kết thúc với 4 điểm, giúp cô vươn lên dẫn 5-2 ở trong set thi đấu này. Đây là một tình huống xử lý rất tốt đến từ Choi Hae-mi. Tiếp tục có điểm số cho Choi. Đối thủ đi một series và cho Amy cũng đang đáp trả rất rõ ràng. Vâng, đã có một chút may mắn xảy ra và không có thêm may mắn cho Choi Hae-mi ở trong hình vi vừa rồi. Một hình vi xử lý né đá được khá nhiều.
Và khi có va chạm cuối cùng thì suýt nữa nó đã ra điểm may mắn dành cho Hemi. Để lại một cơ hội có 2 điểm cho Kim Sang-a. Vâng, vị trí đặt có tay là không được thoải mái nhưng vẫn có điểm dành cho Kim Sang-a. Ở mùa giải năm ngoái, khi mà Kim Sang-a có được vị trí Á quân, Ghi điểm vậy là chỉ dừng lại ở một cú múa thành công mang về 2 điểm trong lượt cơ vừa rồi. Trở lại với cho Amy với một hình bị gãy. Đã có điểm. Cú chạm trái tính đến thời điểm này của hai nữ cầu thủ đang là rất cảm giác ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Không thể né đá ở trong hình vi vừa rồi. Huống tương đối đáng tiếc cho Kim Sang à, khi đã có một tình huống xảy ra va chạm giữa bí đỏ và trắng. Nhưng cũng để lại một thử thách cho Hemi. Có điểm số. Thứ sáu cho Hemi. Vâng, nhiều anh em đang hy vọng là PBA có thể lên đến 16 đội để có thể có nhiều cơ thủ tài năng được lựa chọn ở trong PBA Team League nhiều hơn. Đó cũng thực sự sẽ là một cái kịch bản rất là tuyệt vời nếu mà có thêm những cái nhà tài trợ muốn đầu tư vào các đội tuyển Team League của PBA. Ta sẽ được xem những cái vòng đấu đa dạng hơn. Và nó tầm 20 team như những cái giải đấu league của bóng đá thì quá là tuyệt vời. Tình huống 2 điểm đến từ Kim Sang-a. Và đó là 2 điểm thành công. Kim Sang-a chỉ còn cách
chiến thắng ở set thi đầu tiên 2 điểm nữa mà thôi. Quá tuyệt vời đến từ Kim Sang-ha. Điểm số thứ 10 đã được ghi và bây giờ sẽ là set point. Một set point với anh Vi buộc múa. Chúng là khá rộng nhưng lại là một tình huống múa lọt khe khá đáng tiếc cho Kim Sang-ha. Múa nằm bằng vòng sau với góc chúng tương đối rộng. Và bây giờ thì Choi Hae-mi muốn xử lý khá hay rồi. Đáng tiếc là tia đi cuối cùng nó lại đi thẳng vào góc dậu chứ không thể chạm được dài, không thể chạm được băng dài trong đường đi cuối cùng. Vâng, anh em có thể coi Bia xem vui vẻ và đưa ra những comment khen chê nếu muốn, nhưng mà phân biệt vùng miền các thứ thì thôi nha. Mình xem vui vẻ là chính nha anh em. Và nếu mà anh em nào đang quan tâm đến cuộc đối đầu của Ngô Đình Nại thì mọi người có thể chuyển sang link trực tiếp số 1 đã được ghi ở phần chat trên kênh YouTube. Còn mọi người có thể search kênh PBA Việt Nam sẽ hiện rõ hai cái đường live trực tiếp. Bây giờ đã là điểm số thứ 7 cho Hae-mi. Anh Nại thì đang gặp rất nhiều khó khăn ở trong trận thi đấu của mình trước Ivan Meyer. Vâng, có 3 điểm cho Choi Mi ở lượt cơ này rồi. Choi cũng chỉ còn cách 2 điểm nữa là sẽ có được set thắng. Uống à bằng rất quyết đoán đến từ Choi Hae-mi. Hình bi này thì không được rồi. Vì này nếu kéo thì sẽ không để AP này không kéo thôi.
Vâng, đó là một cú cúp ba cái dài quá đẹp đến từ Kim Sang A. Một cú dứt điểm rất đẳng cấp đến từ Kim Sang A. Và như vậy là tỷ số đã được mở cho Kim. Sẽ thi đấu với nhịp độ ghi điểm tương đối tốt của cả hai nữ tay cơ. Cả hai đều thể hiện trên một chấm. Và đang chứng minh cho chúng ta thấy đây đang là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Vâng, đá qua tí bên trận của anh Nại thì đối thủ lên được điểm set point rồi, nhưng anh Nại đang có một series không biết là có thể lật kèo đấy không đây. Anh em đang chú ý kết quả trận này thì có thể chuyển sang luồng trực tiếp số 1 nha. Vâng, anh Nại vừa có thêm một cú bê đơ hay quá. Hay quá anh em ơi. Vâng, anh Nại đang bám đuổi rất hay rồi đấy. Và quay trở lại với trận thi đấu của chúng ta, set thi đấu thứ hai và người có quyền đề pa trong set này sẽ là Kim Sang A. Cô đang dẫn trước đối thủ 1-0. Anh em nào đang anh Nại cũng đang khởi đầu set thi đấu thứ hai rất hứng khởi. Tôi tin là với việc có thể lật kèo ở trong set thi đấu đầu tiên thì lợi thế tâm lý chắc chắn thuộc về cầu thủ Việt Nam. Dù gì thì Ivan Meyer thì cũng chỉ là một cơ lật với khoảng cách rất lớn như thế thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của tay cơ này. Tiếp tục với trận thi đấu của chúng ta vẫn chưa có thêm điểm.
cú đánh lăng rất khó đến từ Kim Sang A. Và bây giờ sẽ là một cơ hội cho Amy. Vâng, với những hình bi như này thì không có lý do gì để cho Amy bỏ lỡ cơ hội của mình. Vàng đang di chuyển hơi khó chịu và như vậy là vàng không cho ăn rồi. Vâng, cơ hội 2 điểm cho Kim Sang A. Quá chính xác. Những hình nhì múa với góc trúng rộng như vậy thì làm cơ hội quá rõ ràng. Điểm số thứ ba và tỷ số đã được cân bằng ở trong set thi đấu thứ hai. Lại ở một lượt cờ 3 điểm đến từ Kim Sang A. Chặn trái không thành công. Năm băng này của Choemi thì lại không đủ lực cho một tình huống dựng gãy cuối cùng. Vâng, có lẽ là cô nhắm đến một tình huống ăn bằng 5 băng thôi, còn 7 băng thì đập tay của các nữ cơ thủ là rất khó. Múa với góc múa như vậy là rất khó cho Kim Sang A.
bị lòn của Choi Hae-mi. Tốc độ của xe thi đấu thứ hai này đã giảm xuống rất nhiều, chậm lại rất nhiều. Qua 10 lượt cờ thì cả hai mới ghi được cho mình 5 điểm. Mà dài dài ngắn không thành công của Kim Sang A. Và cho Hemi cũng không thành công với một cú đánh tương tự. Thế trận đang tương đối đóng băng. Đây có thể sẽ là một cơ hội. Vâng, đang định nói đây là một cơ hội tương đối rõ ràng cho Kim Sang A thì trái bi bị đá mất tiêu rồi. Cú ba đỏ đến từ cho Hemi không thành công. Cả hai đang rất bế tắc trong việc lên điểm số thứ 6. Đánh gãy thành công của Kim Sang A. Người lên được điểm số thứ 6 lại là Kim Sang A. Quá đẹp. Điều sẽ là một series điểm bao nhiêu cho Kim Sang A đây? Vâng, quá tuyệt vời. Điểm số thứ 3. Kim Sang A đang hay ở trong lượt cơ này. Không có điểm số thứ tư.
khoảng cách đã được tạo ra. Và liệu cho Amy sẽ trả lời như thế nào trong lượt cơ của mình? Vì này thì của ba thôi, đã có điểm cho Choi Hemi. Tình huống xử lý khá êm đến từ cho Amy, mở ra thêm một hình bi thuận lợi. Ai cha, không có điểm cho Amy. Tình huống họ lỡ cơ hội rất đáng tiếc. Đỏ về không kịp để tạo ra may mắn cho Amy trong ra cơ vừa rồi. Ngay lập tức là điểm số đến từ Kim Sang A. Hôm qua thì Choi Hemi đã ngược dòng sau khi bị dẫn một set, nhưng sang đến ngày hôm nay nếu để cho Kim Sang A dẫn trước đến 2 set thì mọi thứ sẽ là rất khó khăn với Choi Hemi. Hình ảnh gọi là ngậm cười cho qua tình huống bỏ lỡ của mình, đã phải trả giá với một điểm của đối phương. Rất may là chỉ một điểm thôi. Trái bi thế này là không ổn rồi. Cái bĩu môi đã nói lên tất cả từ Choi Hemi. Không hài lòng với chính mình ở trong set thi đấu này. Điểm số thành công cho Kim Sang A và set point thứ 2 trong trận thi đấu này.
tục là chiêu phồng má của các nữ cầu thủ LPBA. Một cú Không được. múa quá hay Không được. của Kim Sang-a. Và tỷ số là 2-0. Nghĩ về tấm vé bán kết ngày mai. Tình hình anh Nại là đối thủ lại chừa một cho anh Nại rồi. Hình như là Ivan Mayer là không có học được bất cứ bài học nào ở set thi đấu đầu tiên thì phải. Và tình hình anh Nại là cũng đang phải rượt đuổi giống set 1 rồi. Anh Nại đang có đúng một cơ hội thôi. Anh em nào mà đang quan tâm tình hình của anh Nại chuyển ngay sang luồng live số 1 nha. Đang rất đông anh em đang theo dõi ở trận thi đấu này. Rất căng thẳng. Đối thủ lên điểm 14 đang là lượt cơ của anh Nại. Nại có 10 điểm. Vâng, và tỷ số ở trận thi đấu của người lại đã được san bằng một đều cho Ivan Mayer rồi. Trận đấu cũng đang rất là hấp dẫn. Không sao, mới một đều. Ivan Mayer cũng là một tay cơ cũng đã thi đấu nhiều năm ở PBA rồi. Tuy là một tay cơ trẻ.
chậm. Vâng, và chúng ta cùng trở lại với trận thi đấu bán kết giữa xin lỗi quý vị các bạn, trở lại với trận thi đấu tứ kết giữa Kim Sang-ha và Choi Hae-mi. Qua hai set thi đấu đầu tiên thì Kim Sang-ha đang tạm dẫn trước 2-0. Và thôi, với cú ra cơ vừa rồi thì đang cho thấy là trận đấu đang cực kỳ khó khăn cho Choi Hae-mi. Ra cơ Bokler đi về rất dỗi đến từ Choi Hae-mi. Bây giờ sẽ là thời điểm mà bản lĩnh của một nhà vô địch cần được thể hiện nơi cho Hae-mi. Một hình vi khó và Kim Sang-ha cũng không thể nào có điểm. Ra cờ không thể thoát đá của Choi Hae-mi. Cúp bắt sai bằng đến từ Kim Sang-ha. Bởi cái hình nằm bằng này thì không còn đá đấm gì nữa rồi. Điểm số đầu tiên ở set thi đấu thứ 3. Anh em nào muốn tìm các cái trang cá nhân của các nữ cầu thủ Hàn Quốc thì anh em không nên tìm Facebook. Bên Hàn Quốc thì họ không có xài Facebook nhiều, chủ yếu là Instagram. Nhưng mà những cái nữ cầu thủ cũng không còn trẻ như Kim Sang-ha thì có khả năng là cũng không dùng mạng xã hội luôn. Nữ cầu thủ trẻ như là Choi Hae-mi, Lee Mi-rae và Seo Han-son thì sẽ chắc chắn là dùng Instagram. Vâng, đã có 3 điểm cho Choi Hae-mi. Đang là một lượt cờ rất tuyệt vời đến từ Choi Hae-mi. Chuẩn bị để lỏ nữa rồi. 7 điểm đang là một khoảng cách rất tốt mà Choi Hae-mi đã tạo ra.
thủ múa năm bằng đến từ Kim Sang A. Thủ múa không thành công và để lại một cơ hội 2 điểm khác cho Hemi. Như vậy là cho Amy quyết định có một cú đánh lăng. Lăng chỉ có 2 băng. Không về lại được băng ngắn. Vâng, bây giờ thì là cơ hội 2 điểm rõ ràng hơn rất nhiều dành cho Kim Sang A. Chúng và phương án chúng là rất nhiều. Ok, không có 2 điểm cho Kim Sang A trong tình huống này. Vâng, rất khó tin. Lăng này của cho Amy thì đã thành công rồi. Rõ ràng là cảm giác múa của Kim Sang A trong ngày thi đấu hôm nay thực sự không quá tốt. Mặc dù cô đã ghi được một vài tình huống 2 điểm với những cú múa của mình, nhưng những tình huống ngon ăn như vừa rồi lại bỏ lỡ. À, vâng, xin nhắc lại với anh em nào đang quan tâm đến trận tứ kết còn lại giữa Kim Min Young và Baek Bin Ju thì Kim Min Young đang dẫn 2-1 nhé. Nãy có cập nhật cho anh em rồi đó. Cúp này của Kim Sang A lòn rồi, thì có lẽ là set này để cho Hemi thôi. Một set thi đấu không thấy điểm trúng của Kim Sang A rồi. Thủ là tê rồi đấy. Cho Amy có thể nắm bắt được cơ hội mình hay không đây. Không thành công đến từ cho Amy. Trên màn hình vừa rồi có lẽ là một cổ động viên của cho Amy.
Thực sự là set này Kim Sang-a là không thấy một điểm trúng nào nữa rồi. Không hiểu là đã có vấn đề gì sau giờ nghỉ giải lao. Vậy mà Kim Sang-a là đang rất lạc tay lái rồi anh em. Ôi trời ơi, không có điểm cho Emmy. Trời đã không hài lòng ngay sau khi ra cơ rồi. Vâng, một cơ hội 2 điểm nữa cho Kim Sang A. Vâng, cũng không có điểm cho Kim Sang A. Kim Sang-a trong trận này thực sự là không tốt một chút nào. Đối thủ gần như là không lên điểm rồi đấy. Cho Hemi có thể kết thúc được set thi đấu này không? Và đó là cú múa rất đẹp đến từ cho Hemi. Điểm số set point. Ấy chà, không có cái mép trong tình huống vừa rồi. Vẫn trở lại một điểm. Nhưng khoảng cách 10-0 là quá khó để gỡ cho Kim Sang-a trong set thi đấu này. Ngó qua tình hình của anh Nại có vẻ là rất căng rồi đây. Kim Sang-a đã có điểm số đầu tiên. Và Ivan Meher tiếp tục lên được đến điểm số 14 rồi anh em ơi. Tính ra tổng điểm là Ivan Meher ghi được hơn anh Nại rất nhiều điểm. Tiếp tục có thêm điểm số với Kim Sang-a. Điểm số thứ 3 cho Kim Sang-a trong lượt cờ này. Mã đến lượt cờ thứ 9 thì Kim mới chịu ghi điểm. Và cô đang tung ra một series. Ivan Meier đang đánh rất hay. Đánh rất dát. Và nhiều khả năng là anh lại sẽ bị dẫn với điểm số 1-2. Sau set thi đấu thứ 3, quay trở lại với trận đấu của chúng ta.
Điểm số thứ hai cho Kim Sang à. Anh lại đang gặp rất nhiều khó khăn rồi. Hy vọng là cầu thủ Vương Đình Đại có thể kéo trận đấu vào set 5 và lật kèo trong trận đấu đây. Quay trở lại với diễn biến thi đấu của chúng ta thì có vẻ là cho Amy vẫn còn đang rất tê. Dù cô vừa có một set thắng, đấy rõ ràng là một set thi đấu mà Kim Sang A gần như không thể ghi điểm. Vâng, tình huống nhét vàng hụt trái của cho Amy không hiểu là đang có vấn đề gì. Tay chân không hiểu là đang có ổn không. Vâng, trời đang rất lạnh, không hiểu là có anh em kênh chat nào có thể giúp cho Amy có thể bớt tê cóng hay không. Nhưng mà đánh thế này thì không ổn rồi. Số thứ ba cho Kim Sang A. Có anh em nào đang bảo là Kim Sang A kèo trên thì tôi nghĩ là đồng banh thôi anh em ơi. Tầm vào đến tứ kết rồi thì không ai trên cơ ai nhiều quá đâu. Thậm chí là cho Amy đã từng vô địch LPBA rồi. Kim Sang A thì chưa có lần nào. Nói chung là BA là tùy thời điểm rồi anh em. Cơ hội cho Amy. Lạc tay lái quá nhiều rồi. Không ổn một chút nào. Cơ hội để lên điểm số thứ tư cho Kim Sang à. Hết rồi. Đó là điểm số chính xác. Có lẽ là Kim Sang A đang rất thong dong trong việc có được chiến thắng cuối cùng. Bởi đối thủ đang tự tê rồi. Set 3 thì Kim Sang A tự tê và để cho Amy có cơ hội để có được set thắng. Và sang set này thì cho Amy tê ngược lại. Của một hình bi mà Kim Sang A xử lý quá hay. Bài bi trắng côn bắc không dễ để có điểm một chút nào.
lại một lượt cơ 2 điểm ở thứ nhất. Đi ra rồi và đó là điểm số đầu tiên cho Emi ở trong set thi đấu này. À vâng, cập nhật tình hình trận thi đấu tứ kết còn lại của LPBA thì Kim Min Young đã vượt qua được Baek Min Ju với tỷ số 3-1. Trận thi đấu mà nhìn chỉ số thôi chúng ta cũng sẽ thấy được sự giằng co của nó. Một người đánh 1 chấm và Kim Min Young là đánh với 1.086. Tỷ số rất sát sao. Và như vậy là chúc mừng Kim Min Young đã có được tấm vé chơi ở bán kết tour thi đấu thứ 2 năm nay. Young đang thể hiện một phong độ cũng rất tuyệt vời. Quay trở lại trận thi đấu chúng ta thì Choi Hee Min đã có 2 điểm. Nhưng chỉ có 2 điểm thôi. Đánh 3 băng con thực sự không tốt đến từ Choi Hee Min. Đối thủ bỏ sườn thì ngay lập tức Kim Sang-a ghi điểm rất nhanh. Tầm này cho Choi Hee Min có vẻ là gặp vấn đề ở mũi rồi anh em. Mình bị khó và Kim Sang-a quyết định có một tình huống a băng. Của a băng quá khó. Đánh bank shot đến từ Choi Hee Min. Một cú múa lăng quá lở. Và có lẽ ý tưởng ban đầu là sẽ múa lăng về chạm đỏ hay sao? Nếu chạm vàng đúng ý rồi thì lại quá thiếu lực. Một tình huống nhét trắng góc thẳng không thành công của Kim Sang-a. Nhét góc này tương đối dựng. Đây có thể coi là một cơ hội cho Hee Min.
thi đấu này đang là không cao. Như vậy là quyết định chạm trái rồi. Đỏ về không cho đá luôn. À, xin lỗi, đỏ về không cho ăn luôn. Chà, tình hình bên anh lại đang là rất căng rồi. Đối thủ lại lên điểm số thứ 14. Một trận thi đấu mà phải nói là Ivan Meyer đã đánh rất hay. Còn đây thì cho Hemi vừa có một tình huống lon rất đáng tiếc. Ivan Meyer liên tục tung ra series thế này thì có lẽ là quá khó cho anh lại. Vâng. Và tay cờ người Tây Ban Nha lại vừa bỏ lại một điểm số cuối cùng ở trong set thi đấu. Mong 4 lượt cơ 14 điểm thì không đỡ được rồi anh em ơi. Anh lại chúng ta 4 lượt cơ thì cũng đã có 8 điểm, không tệ một tí nào. Nhưng mà đối thủ đánh quá hay. Quay trở lại diễn biến của trận thi đấu này thì Kim Sang-ha đã có điểm số cân bằng. Vẫn đang giằng co rất quyết liệt ở set thi đấu thứ tư. Sự những tình huống chạm của Choi Mi đang cực kỳ có vấn đề. Liên tục là chạm lỗi. Không phải là không có cơ hội cho Choi Mi, nhưng cô đang lần lượt vứt bỏ nó một cách đáng tiếc. Ui chà, không có điểm cho Kim Sang à. Một cú kéo đã là rất hay rồi. Xử lý đến đấy đã là rất hay rồi nhưng không có điểm. Thôi thôi, đến múa mà còn lệch xa như này thì cũng múa 5 băng. Góc chúng là khá lớn đấy chứ. Vâng, biểu cảm của Kim Sang-ha phải nói là không thể hiểu là đối thủ mình đang đánh cái gì nữa. Hãy
Wow, và đó là điểm số cực kỳ đẹp mắt đến từ Kim Sang-a. Vâng, đáng tiếc là cầu thủ ngồi lại chúng ta đã nhận thất bại 3-1 rồi. Trận đấu phải nói là Ivan Meyer đã đánh quá hay. Chịu thôi anh em ơi. Có một tình huống đốt pháo của Kim Sang A. Vẫn trở lại cơ hội cho tay cờ đàn em đến từ Kim Sang A. Vâng, pháo đốt từ Hàn Quốc, Việt Nam còn nghe thấy rất rõ ràng. Với kết quả như này thì chúng ta sẽ chỉ còn lại Phương Linh ở round 16 mà thôi, rất đáng tiếc. Hồi nãy chúng ta đã phải chia tay giải đấu. Tiếp tục là múa không thành công đến từ cho Amy. Như này thì không thể vào set 5 cho Choi được nữa rồi. Tốt nhất mà cho Amy có thể làm được ở trong trận thi đấu này từ đầu trận đấu đến giờ. Highlight đến từ cho Amy không phải là những cú đánh mà là những khoảnh khắc cô ôm mặt và cười trừ thôi. Vâng đấy, máy quay liên tục hướng vào cho Amy với những biểu cảm của mình. Còn Kim Sang-a thì đã có được match point rồi. Té giếng. Vâng, té giếng. Vẫn còn cơ hội cho Amy. Choi còn 3. Nhưng 3 điểm này thì đã là lâu lắm rồi. Suốt từ nãy giờ nó vẫn ở con số 8. Anh đã mô tả toàn bộ phong độ của Choi Mi trong ngày hôm nay. Vâng, hành vi này có lẽ là dứt thôi. Và đó là chiến thắng 3-1 dành cho Kim Sang-a trong trận thi đấu này. Một trận đấu quá khó hiểu của cho Amy. Có lẽ là thực sự là cô đã gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe rồi. Liên tục là những biểu hiện không được bình thường về mặt sức khỏe, như là những tình huống ra cơ là quá khó hiểu đến từ cho Amy. Và người giành chiến thắng chung cuộc hoàn toàn xứng đáng đó là Kim Sang-a. Chúc mừng Kim Sang-a, cô sẽ cùng với những cái tên như là Jong Soo-bin, Kim Da-hee và Kim In-young sẽ tạo ra một cái vòng bán kết tương đối lạ lẫm với những người theo dõi PBA lâu năm.
Và chắc chắn chúng ta sẽ có một nhà vô địch LPBA mới. Cả bốn